Thưa quý vị, Phó tướng của Kamala Harris, Phó tướng ứng cử Tim Walz, vừa tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump muốn đưa chế độ lao động trẻ em trở lại. Và thực sự người đàn ông này có bao nhiêu bằng chứng cho thấy Tổng thống cử Donald Trump muốn đưa lao động trẻ em trở lại? Câu hỏi được đặt ra. Và chúng ta ngay lập tức có câu trả lời là hoàn toàn không có gì hết. Không có gì cả, ông ta chỉ bịa ra mà thôi. Giống như cách mà ông ta mang vũ khí chiến tranh vào chiến đấu như vậy, ông ta bịa ra và nói dối trắng trợn mọi thứ. Tim Walz là một kẻ nói dối bệnh hoạn và người theo chủ nghĩa xã hội, người muốn đặt băng vệ sinh vào nhà vệ sinh của Nam. Tim Walz về cơ bản là con người tệ nhất mà chúng ta có thể tìm thấy để làm phó tổng thống, và đây là người mà Đảng Dân Chủ đưa ra để chứng minh một quan điểm. Toàn bộ chiến dịch tranh cử của ông ta là để Đảng Dân Chủ nói với người Mỹ rằng họ không còn là người điều hành đất nước nữa. Bạn không nên bầu cho một người như Tim Walz nếu như bạn nghĩ rằng cuộc bầu cử đại diện theo ý chí của từng người dân. Và nếu chúng ta không làm theo suy nghĩ và phân định của mình thì hẳn nhiên là đầu óc của chúng ta, bộ não của chúng ta xem như là chấm hết. Somebody said, what's next? Child labor? Hell yeah, it's in there. That's what they've got in there. You see states doing that, putting our children at risk. That's what they'll do. Một lời nói dối của Tim Walz mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Ông nói về Tổng thống ứng cử Donald Trump như thể là Tổng thống Trump là người mới đến và người lần đầu tiên ra ứng cử và sẽ làm những điều tồi tệ khi làm Tổng thống. Nhưng không, Tổng thống Trump, ngài đã làm Tổng thống rồi và ông chưa bao giờ làm những điều mà họ tuyên bố ông sẽ làm những điều đó. Nhìn vào thực tế, quốc gia này và cả trên thế giới đã ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với thời của Biden Harris. Chúng ta hoàn toàn dễ dàng kiểm chứng một cách vô cùng khách quan trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trên toàn thế giới không hề có một cuộc chiến nào xảy ra và trên nền kinh tế trên không chỉ tại Mỹ và trên toàn thế giới vô cùng thịnh vượng và đời sống hòa bình trên thế giới đã diễn ra có một không hai. Trước đây chúng ta thấy những đời tổng thống của Đảng Dân Chủ, bất kể là tổng thống nào, từ George Bush cho đến Obama đều có những cuộc chiến diễn ra đây đó trên thế giới. Và rồi quay trở lại cũng đời tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden lại tiếp tục có những cuộc chiến như vậy. Phải chăng họ là những người, những bàn tay lông lá ở đằng sau đang giật dây cho nhiều cuộc chiến để họ kiếm lợi từ đó? Mà người trả giá một cách trực tiếp đó là từng người lính Mỹ, từng người dân Mỹ, người đã phải đóng thuế, đã nộp vào ngân sách và họ đã dùng chính tiền của người dân Mỹ để tài trợ cho những cuộc chiến ở ngoài nước Mỹ. Và nhân danh đó họ có thể tiêu thụ hàng loạt những kho vũ khí mà họ kiếm lợi nhuận đem về cho túi của họ, họ làm giàu cho đảng phái của họ và thậm chí cho những tay tài phiệt, những bàn tay lông lá mà người Mỹ khó có thể nhìn thấy, mà Tổng thống Trump ông gọi một cách ngắn gọn đó là thế lực đầm lầy, những con quái vật đầm lầy. Chúng ta hãy nhìn vào thực tại trong thời gian năm 2024 này, không gì là xa xôi. Trẻ em đã phải làm việc toàn thời gian và câu chuyện về đứa trẻ bị bắt cóc từ quảng trường thời đại giữa ban ngày. Chúc mừng ngày lễ lao động. Khi bạn xem đoạn video này, những đứa trẻ nhập cư bất hợp pháp đang phải làm việc toàn thời gian ở quảng trường thời đại. Chúng tôi đã nói chuyện với một số trẻ em lao động và lắng nghe câu chuyện của các em. Một người kể với chúng tôi rằng anh ta đã chứng kiến một đứa trẻ đã bị bắt cóc khỏi quảng trường thời đại giữa ban ngày. Một người khác chia sẻ kinh nghiệm chứng kiến trẻ em chết đuối khi băng qua một con sông ở trên đường đến Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn được trở về nhà ở Ecuador. Chính quyền Biden và Liên Hợp Quốc đã khuyến khích hàng trăm ngàn những đứa trẻ liều mạng đi bộ đến Hoa Kỳ và đây là số phận mà nhiều người sẽ phải đối mặt khi đến nơi. Và những đứa trẻ này thực sự đáng tội nghiệp. Đó là cái giá phải trả của những kẻ vô nhân tính đang nhắm vào những thế hệ tương lai của một quốc gia, của một thế giới. Cháu đến từ quốc gia nào? Cháu đến từ Colombia. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. Cháu đã ở Mỹ bao nhiêu tháng rồi? Một tháng. Cháu ở đây khoảng một tháng. Có phải cháu đến đây để làm việc không? Vâng, đúng rồi. Và cũng để học và xây dựng tương lai. Bởi vì khi trở lại Colombia, có rất nhiều thứ khó khăn sẽ diễn ra.
với cả cha và mẹ của cháu. Cháu có thể nói về độ tuổi của những đứa trẻ ở đây hay không? 8 tuổi có, 11 cũng như là 14. Tất cả đều làm việc ở đây sao? Dạ đúng rồi. Ở đây có nhiều cướp bóc lắm, vì thế chúng cháu phải rất cẩn thận. Một ngày một người phụ nữ đã gặp bọn cướp và chúng bắt luôn cả đứa trẻ của bà ấy, và không bao giờ chúng trả lại đứa trẻ đó nữa. Ở đâu vậy? Ở đây. Họ đã bắt bạn ấy đi và họ đưa bạn ấy lên một chiếc xe tải. Họ đưa lên một chiếc xe tải sao? Đưa tất cả hay sao? Không, dạ chỉ một đứa mà thôi, chỉ một đứa trẻ. Cháu hãy cẩn thận nhé, đừng để điều đó diễn ra. Đưa một đứa trẻ lên một chiếc xe tải. Cháu không biết là bạn ấy bao nhiêu tuổi sao? Không, cháu chỉ nhìn thấy họ đưa bạn ấy đi mà thôi. Và mẹ của bạn ấy chỉ biết la hét. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 10 tuổi. Cháu đến từ đất nước nào? Cháu đến từ Ecuador. Có phải cháu đã đến từ một nơi trú ẩn cùng với gia đình của cháu không? Cháu đến từ một nơi trú ẩn với cha và mẹ của cháu. Và cháu đang làm gì ở quảng trường này ở New York? Cháu đang bán nước. Thế cháu bán được bao nhiêu tiền một ngày? Dạ từ 40 cho đến khoảng 30 đô. Thế cháu làm việc bao nhiêu ngày một tuần? Cháu làm thứ hai, thứ bảy và chủ nhật. 3 ngày một tuần phải không? À và thứ hai nữa. Vậy là 4 ngày một tuần. Cháu làm việc bao nhiêu giờ một ngày? Cháu đến đây lúc 4 giờ chiều và xong mọi việc là lúc 2 giờ sáng. À cháu có phải là cháu đi xuyên qua rừng rậm hay không? Vâng đúng rồi, cháu đi qua rừng Darien. Cháu có thấy những người chết ở trong rừng không? Dạ có. Khoảng bao nhiêu người? Cháu không biết, nhưng ở đó có nhiều người chết lắm. Có nhiều người ở trong những cái lều, ở những cái cây và tất cả. Có nhiều người chết lắm. Thế cháu có nhìn thấy những đứa trẻ bị bắt đi vào những khu rừng đó không? Dạ có. Có một số còn bị chết đuối nữa. Có phải là những đứa trẻ không? Dạ đúng rồi. Thế chuyện gì đã xảy ra những đứa trẻ còn lại? Cháu nhìn thấy những bạn khác đã băng qua và rồi họ hoàn toàn biến mất. Và cả những họ cũng đi lạc ở trong rừng, tất cả. Có phải là những bạn đó đều không có cha mẹ ở đó không? Dạ đúng rồi, không có cha, không có mẹ, đôi khi. Có phải là những đứa nhỏ sống trên đường phố không? Dạ đúng rồi. Ở đâu? Họ trải qua ở đây và tất cả những chỗ lộn xộn kia. Vậy là những đứa trẻ không nhà phải không? Dạ đúng rồi. Một số thì sống ở khách sạn, một số thì sống ngay trên những con đường phố. Và chúng cháu biết các bạn ấy là ai? Cháu có thể nói cho các chú biết là có thể tìm các bạn ấy ở đâu không? Cháu thực sự cũng không biết. Các bạn ấy đi qua đi lại ở đây và đi xin, tất cả chỉ có vậy. Thế tại sao cháu lại muốn quay trở lại Ecuador? Cháu chỉ ở đây bởi vì ở đây thực sự rất là khó. Mọi thứ đều rất là đắt đỏ. Họ cũng không để cho chúng cháu bán và cảnh sát cũng đuổi chúng cháu đi. Cháu cũng mong là có nơi ổn định để mà buôn bán, để mà họ không có làm phiền chúng cháu, chỉ có vậy thôi. Trước hình ảnh mà video chia sẻ về những đứa trẻ buôn bán trên quảng trường ở tại New York, nhiều người đã vô bình luận và nói rằng thật bi thảm và làm tôi vô cùng đau lòng. Những đứa trẻ này đã nhìn thấy những thứ mà chúng không bao giờ nên nhìn thấy, và chúng đã phải trải qua những điều chúng không bao giờ nên phải trải qua. Và hơn 300.000 trong số chúng đang mất tích, và làm sao những nhà lãnh đạo của chúng ta có thể ủng hộ điều này? Việc mở cửa biên giới đó là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt, xét về góc độ nhân đạo, tài chính và văn hóa. Bất kỳ ai ủng hộ cho việc tiếp tục này đều phải bị buộc tội phạm tội chống lại loài người. Cũng có người nhận định khi xem video và nói rằng những đứa trẻ này buộc phải trưởng thành một cách nhanh chóng và có nhiều kinh nghiệm sống hơn so với những sinh viên tốt nghiệp đại học trung bình ở Mỹ, và điều này được thể hiện qua khả năng hùng biện của chúng và cách trả lời của chúng. Thực sự chúng ta có thể nhìn vào mắt của những đứa trẻ đó, chúng ta thấy được điều đó. Thật là sốc, nhiều đứa trẻ ngày nay có sự khác biệt lớn giữa những đứa trẻ mà thực sự từ độ tuổi này chúng không biết gì ngoài việc phải có một chiếc điện thoại và sóng wifi.
trong khi những đứa trẻ này thì đang phải làm việc và vật lộn như là một người lớn, người trưởng thành chỉ để sinh tồn và sinh sống mà thôi. Nhiều người thì bình luận theo một góc độ khác, tôi hiểu và cảm thấy tệ cho những đứa trẻ này. Những việc nhập khẩu chúng vào Hoa Kỳ và các quốc gia khác không giúp ích gì cho tình hình, mà chỉ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ hơn ở những quốc gia mà những đứa trẻ này đã được gửi đến. Thay vì đưa từng người di cư đến Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia khác, thì tại sao chúng ta không gửi quân lính đến quốc gia của họ để dọn dẹp những đống hỗn độn và sau đó họ có thể tiếp tục sống ở đó tại quốc gia của họ và tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn? Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.